Xin chào các bạn. Có một bạn đã nhắn tin hỏi mình với cái câu hỏi đó là: với việc đồng minh phân bố như thế này và liên minh của em xuất phát ở vị trí như thế này, thì liên minh của em cần phải làm gì trong những ngày đầu tiên khi tham gia vào một bản đồ cấp độ 4? Thì mình có trả lời với bạn đó rằng là với cái vị trí của bạn vào liên minh như vậy thì nên chơi vai trò là supporter. Supporter nghĩa là như thế nào? Supporter nghĩa là chúng ta sẽ bỏ quân doanh để đi ăn hoang và hỗ trợ đồng đội là chính. Và có vẻ như là nhiều liên minh và nhiều người chơi vẫn chưa hình dung ra được là vậy thì với vai trò là supporter như vậy thì chúng ta chơi như thế nào cho nó đúng vai trò của một liên minh để tránh bị rơi vào cái tình trạng bị đồng minh chửi, bị những người trong liên minh thì bảo rằng vô dụng và đồng minh thì chê chúng ta yếu kém. Ok, thế thì để lấy ví dụ minh họa rõ ràng nhất ở cái ý tưởng này thì có lẽ là chúng ta sẽ xem cái bản đồ của cấp độ vàng 3 của các liên minh thuộc S50 đấu với lại các liên minh đến từ các máy chủ cũ bao gồm S47, S46, S18 và S54. Đây là một cái chiến trường mà mình nhận được một thông tin về việc phân chia kèo đấu nó khá là hợp lý để minh họa cho các bạn trong cái ví dụ này. Đó là bốn liên minh của S50 thì lại được tập trung vào chung một cái bản đồ và phần còn lại là các liên minh đến từ các máy chủ khác. Thế thì dựa vào cái vị trí địa lý như thế này thì những cái liên minh nằm ở trong góc bên trong của bản đồ thì cần phải thể hiện vai trò support nhiều hơn. Còn đối với những liên minh ở nằm ở đầu cánh thì sẽ phải đánh vai trò là phòng thủ hoặc là mũi nhọn tiến công. Mà muốn làm được điều đó thì phải có đội support tuyệt vời thì chúng ta mới đẩy được. Còn nếu không là chúng ta sẽ rất khó để có thể là chiến thắng được. Thế thì vì những liên minh đó là những liên minh nào? Ví dụ như là Dobby của S50, AK cũng của S50, hoặc là GN8 của S46 và UA của S18. Thì những liên minh này cần phải bỏ qua phần quà hấp dẫn đến từ việc chiếm đóng quân doanh. Thay vào đó thì các bạn phải mang căn cứ của mình, mang quân doanh của mình, lại mang đại bản doanh của mình để đi xây dựng ở những vị trí trọng yếu gần với tiền tuyến nhất có thể để làm sao hỗ trợ được đồng minh. Đấy là vai trò supporter của bạn. Chứ còn những liên minh mà ngay đầu tiên đã ham cái quân doanh, ham cái phần quà của cái quân doanh trong ngày đầu tiên ấy mà bỏ qua cái việc xây dựng tại các điểm quan trọng trên bản đồ thì khả năng thất bại là khá là cao. Ở đây thì mình chưa nói đến cái việc là chiến đấu hay là chiến đấu kém. Nhưng mà cái vị trí xây dựng ngay thời điểm khi mà chúng ta mở bản đồ nó đã quyết định xem là chúng ta thắng hay thua trong ngày đầu tiên rồi. Và cụ thể hơn các bạn có thể xem phần tiếp theo của video clip này. Rồi chúng ta sẽ cùng xem cái phần bản đồ này để các bạn sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ là 4 giờ sáng theo giờ UTC và hiện tại mình không thấy có bất cứ một cái điểm nhảy nào, một cái làng xám nào hoặc là một cái vị trí xây dựng nào của cái liên minh UA này. Hoặc là GN8 cũng vậy, mình cũng không thấy có bất cứ một cái điểm nhảy, một cái căn cứ hoặc là một cái tín hiệu xây dựng nào cả. Hoặc có chăng là họ đã từng xây dựng nhưng bị tiêu diệt hoặc là bị ngăn chặn. Nhưng mà hiện tại là vẫn không thấy đâu cả. Trong khi đó đồng minh của họ nằm ở tiền tuyến, nằm ở đầu cánh thì phải cong mình lên để chiến đấu với hai đối thủ còn lại. Thì những liên minh nằm ở góc trong này thì nhởn nhơ đi farm, nhởn nhơ farm và xây dựng ở trong safe zone, thậm chí còn không xây ra bên ngoài luôn. Có một căn cứ ở đây cũng không thèm tiêu diệt. Quân đội thì có rất đông nhưng nằm ở trong vùng an toàn chứ cũng không thèm xây ra bên ngoài, không thèm chiến đấu ra bên ngoài, chỉ xây ở đây và bắt đầu lại xây hướng này. Còn liên minh UA thì đến 4 tiếng sau khi mở bản đồ vẫn chưa thấy có bất cứ một dấu hiệu xây dựng nào cả, để cho SV54 họ oằn mình phải chiến đấu với NF và AK bên cánh bên trái. Còn GN8 thì cũng không có bất cứ một tập đoàn quân nào lên hỗ trợ Gogu để họ phải chiến đấu với F50 và Donby. Cái điều này nó giống như là một cái hiệu ứng domino. Đã thua từ ngày đầu thì nó sẽ thua từ các ngày tiếp theo. Và các ngày tiếp theo thua tiếp là nhuệ khí của các người chơi nó giảm xuống. Đó là lý do vì sao rất nhiều người chơi lực chiến to, rất nhiều liên minh mà có lực chiến lớn nhưng vẫn bị thua và thậm chí không có lấy nổi một vài
các cái tập đoàn quân để ra giao chiến, đó là lý do là như vậy, là bởi vì nhuệ khí không còn sức đánh nữa. Thế thì hy vọng là sau cái bản cập nhật 10.2 sắp tới, việc xóa bỏ tất cả các cái hiệu ứng có lợi đến từ các công trình, thì hy vọng là những liên minh chúng ta bị yếu thế hơn về mặt vị trí địa lý, chúng ta có thể làm lại, xây dựng lại và tổ chức lại quân đội để có thể đem đến cho một bản đồ nó hấp dẫn hơn nhé. Rồi, thì mấu chốt của video clip này là mình chỉ khuyên các nhà lãnh đạo hoặc là những người đang làm lãnh đạo của các liên minh ở các máy chủ mới đi, là chúng ta hãy xem các chiến trường ở cấp độ cao hơn và xem các liên minh họ chiến đấu như thế nào ở trong ngày đầu tiên của bản đồ. Và nếu như các bạn thì các bạn sẽ chọn vị trí nào để chúng ta xây dựng, và cái vị trí đó nó phải thể hiện được cái tầm chiến lược của các bạn. Một là ngăn đường tiến của kẻ thù hoặc là hỗ trợ đồng minh tối đa có thể. Cái việc thua không phải là do ông đầu cánh, ông mới chiến đấu kém, mà có thể là do bạn không hỗ trợ đủ lực để người ta chiến đấu ở phần tiền tuyến. Đó là một trong số những lý do khiến cho phe của bạn thua nhé. Cho nên là thua nó có nhiều yếu tố, chứ không phải mỗi việc đổ lỗi cho đồng minh đâu. Ok, rồi bản đồ New York thì nó mở liên thông trong ngày đầu tiên rồi. Tất cả 8 liên minh có thể giao chiến với nhau ngay trong ngày đầu tiên, cho nên chúng ta sẽ cần phải active rất là nhiều. Đó. Rồi, video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Chúc tất cả các liên minh chúng ta có được kết quả tốt nhất trong ngày đầu tiên khi bước chân lên New York, và một cái trải nghiệm tốt nhất trong bản đồ cấp độ 4 này. Rồi, còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.